Mới đây, đại nhạc hội Yêu Tin Hành Động được tổ chức bởi nhãn hàng Diana đã diễn ra tại sân vận động Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh với quy mô lên đến 20.000 khán giả cùng tổng chi phí đầu tư hàng triệu USD. Đại nhạc hội còn tạo điểm nhấn bằng nội dung chương trình hấp dẫn, đặc biệt là sự xuất hiện trình diễn của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc hàng đầu ASICS. Không chỉ là món quà tri ân sự tin yêu của khách hàng, hai đêm đại nhạc hội Yêu Tin Hành Động tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh còn là thông điệp mạnh mẽ từ nhãn hàng Diana nhằm cổ vũ tinh thần sống hết mình của phái nữ. Trong chương trình lần này, bên cạnh nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop, ASICS, còn có sự xuất hiện của dàn sao Việt tên tuổi như Aishak, Subin Hoàng Sơn, Bích Phương, Trọng Hiếu, Eric, Min, Suni Hạ Linh, Orange. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên ASICS đến Việt Nam biểu diễn, nhưng đây được xem là lần trở lại đặc biệt khi có sự xuất hiện của nhóm trưởng Suli sau gần 2 năm nghỉ ngơi vì lý do sức khỏe. Bên cạnh ngoại hình cuốn hút, mỗi thành viên nhóm ASICS còn là một mảnh ghép khác biệt và sở hữu tài năng ấn tượng, tạo nên một ASICS đa sắc màu, có lượng khán giả hâm mộ đông đảo không chỉ trong phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc mà còn trên cả toàn cầu. Thông qua câu chuyện lan truyền cảm hứng từ ASICS, Diana hiểu niềm đam mê, sự tin tưởng vào bản thân và ý chí mạnh mẽ là các yếu tố cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn thành công. Vì khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra, những điều này chính là năng lượng giúp bạn bước tiếp. Hy vọng thông qua chương trình, Diana có thể truyền tải trọn vẹn thông điệp trên, cũng như cổ vũ cho các bạn trẻ, đặc biệt là phái nữ, không ngừng nỗ lực trên con đường thực hiện ước mơ của riêng mình.